Thưa quý vị và các bạn, theo chỉ đạo của Chính phủ từ ngày 1 tháng 8 năm 2022, trên tất cả các tuyến cao tốc trên toàn quốc thì đã thực hiện dự án thu phí không dừng ETC. Đây là một hệ thống tự động nhằm nhận diện các phương tiện khi đi qua trạm thu phí, đồng thời là trực tiếp thu tiền của các chủ phương tiện mà không cần dừng lại trạm thu phí. Vâng, sau 6 tháng triển khai thì dịch vụ này đang cho thấy là những cái tiện ích và được rất là nhiều người dân ủng hộ. Nhưng tuy nhiên thì đến nay các giai đoạn triển khai tiếp theo của dịch vụ thu phí không dừng ETC thì vẫn dậm chân tại chỗ. Dù đã được dán thẻ ETC thu phí không dừng, tuy nhiên tại trạm kiểm soát cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đôi khi các phương tiện vẫn xảy ra tình trạng ùn ứ. Nguyên nhân có thể là từ sự cố kỹ thuật, hệ thống chưa nhận diện được phương tiện hoặc phương tiện không có đủ phí trong tài khoản, do vậy barrier không mở. Điều này làm giảm đi hiệu quả của hoạt động thu phí không dừng, cũng như mang đến những phiền toái không đáng có cho lái xe. Theo mình thì cái trạm barrier nhiều lúc cũng hơi bị bất tiện. Tại vì khi xe mà đi mà không để ý, tức là xe trước và xe sau ấy, xe sau mà không để xe trước nó che xe trước, xe sau ấy, thì nó sẽ bị hạ xuống, nó sẽ bị ảnh hưởng đến xe. Vẫn còn cái tình trạng mà khách hàng khi lưu thông vào đường cao tốc thì cũng chưa có những trường hợp là chưa dán thẻ thu phí không dừng, hoặc là đã dán thẻ thu phí không dừng nhưng mà số tiền, số dư trong tài khoản thì không đủ lưu thông, đủ trả phí cho cái chặng mà lưu thông. Đấy cũng gây ảnh hưởng đến những cái công tác vận hành cũng như các khách hàng khác lưu thông trên tuyến đường. Ngoài ra thì cũng vẫn còn cái tình trạng là có những cái thẻ lỗi, thẻ hỏng, rồi là những cái phương tiện dán hai thẻ vân vân. Tuy nhiên, những sự cố như vậy có thể được giải quyết khi công nghệ thu phí không dừng được chuyển sang giai đoạn 2 và giai đoạn 3, tức là cho phép chủ xe được trả sau và dỡ bỏ hệ thống barrier tại các trạm kiểm soát. Dù hiệu quả thiết thực là như vậy, nhưng hiện nay, việc triển khai các giai đoạn 2 và giai đoạn 3, tiến tới giai đoạn 4, xóa bỏ hoàn toàn các trạm thu phí vẫn chưa thể triển khai. Nhất là giai đoạn 2, tức là cho phép khách hàng có thể trả phí sau. Theo các chuyên gia, nguyên nhân chính của vấn đề này là chúng ta chưa có hành lang pháp lý chuẩn, bất chấp việc đã có khoảng 98% phương tiện dán thẻ ETC thu phí không dừng. Khi mà chúng ta chưa chuẩn bị được các cái hành lang pháp lý, tức là các cái quy định, thì có thể là vẫn có những cái trường hợp là khách hàng họ không đủ tiền, đủ số dư trong tài khoản, nhưng mà vẫn cố tình lưu thông vào đường cao tốc. Và nếu như mà đến khi mà chúng ta phát hiện ra, ví dụ như khi đăng kiểm, thì có thể khách hàng đã lưu thông qua trạm thu phí rất lâu rồi, có thể hàng năm hoặc 2 năm, tùy theo cái thời gian đăng kiểm của phương tiện. Thì như thế thì nó sẽ gây khó khăn rất nhiều cho các đơn vị quản lý vận hành cũng như là nhà cung cấp dịch vụ trong việc là truy thu cái số tiền này, và cũng đòi hỏi cái sự hỗ trợ phối hợp của cơ quan nhà nước để mà xử lý các cái trường hợp này. Các chuyên gia cho rằng trong các giai đoạn, việc chuyển từ giai đoạn 1 sang giai đoạn 2 cần sự tham gia của các đơn vị liên quan. Do vậy, quyết định số 19/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng về ETC cần được xem xét nâng lên thành nghị định để có hiệu lực pháp lý cao hơn. Và để có các quý vị hiểu rõ hơn về lộ trình triển khai thu phí không dừng, mời quý vị cùng theo dõi clip ngay sau đây. Theo chủ trương của Chính phủ, lộ trình thu phí không dừng ETC có 4 giai đoạn. Giai đoạn 1, từ 2016 đến 2023, có barrier tại trạm thu phí. Tài khoản giao thông của chủ xe phải có đủ số dư trả phí qua trạm thì barrier mới mở cho xe qua. Khi số phương tiện dán thẻ thu phí đạt trên 90%, có thể chuyển sang giai đoạn 2. Giai đoạn 2, từ 2024 đến 2025, vẫn có barrier nhưng khách hàng có thể trả chậm tiền phí qua trạm. Nếu vận hành đảm bảo sẽ chuyển sang giai đoạn 3. Giai đoạn 3, từ 2026, bỏ barrier. Nếu chủ xe trả phí sau mà không gặp vướng mắc như chây ì, chậm nộp, thì trong 6 tháng đến 1 năm sẽ chuyển sang giai đoạn 4. Giai đoạn 4, bỏ barrier, bỏ trạm thu phí, chỉ còn các thiết bị ETC treo trên giá, xe có thể qua tự do. Đây là giai đoạn được mong chờ nhất bởi giúp giảm thiểu tối đa chi phí quản lý giao thông trên hiệu quả mang lại. Vâng, để có được con số 98% số lượng các phương tiện lưu thông trên tuyến mà có dán thẻ ETC thì là trong một thời gian ngắn thì là một cái nỗ lực rất lớn của ngành giao thông vận tải.
Và không thể phủ nhận được những cái lợi ích mà dịch vụ thu phí không dừng mang lại, đó là sự lưu thông trên tuyến rất nhanh của các phương tiện, không bị chậm trễ, và xây dựng được cơ sở dữ liệu quốc gia về giao thông cũng như là tiết kiệm thời gian khi qua trạm và tránh thất thoát về tài chính. Vậy thì có thể nói là giai đoạn 1 thì đã thành công. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại, tại sao vẫn chưa tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 cũng như là các giai đoạn tiếp theo, trong khi tỷ lệ các xe đã dán thẻ ETC thì đã vượt yêu cầu? Kể từ khi đưa vào vận hành phương thức thu phí không dừng, số nhân lực tại trạm thu phí vực vòng tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Rẽ – Ninh Bình đã cắt giảm gần 70%. Phần lớn những công việc thủ công trước đây như bán vé, thu vé đã được số hóa, nên hiệu quả xử lý công việc cao hơn rất nhiều. Bộ phận lao động thủ công được đào tạo lại, tập trung cho xử lý sự cố, bảo dưỡng đường truyền. Ngoài ra, khi xây dựng 4 giai đoạn trong triển khai thu phí không dừng, các nhà thầu công nghệ và bộ phận nhân sự đã được định hướng trong quản lý luồng dữ liệu và phương thức vận hành để sẵn sàng đáp ứng các giai đoạn tiếp theo. Đối với cái công nghệ hoặc là cái hạ tầng cũng như con người tại các dự án của VEC hoặc là của đơn vị nhà thầu chúng tôi ấy, thì là đã đáp ứng được. Tuy nhiên thì bên cạnh đấy nó vẫn cần những cái quy định về pháp lý được các cái cấp thẩm quyền phê duyệt cũng như là định hướng, hoặc là đặc biệt là cái sự đồng lòng của các cái đồng nhân dân, tức là các đồng chí lái xe thì phải chấp hành những cái quy định để đảm bảo cái việc là thực hiện theo cái chủ trương như thế được thuận tiện nhất. Trong 4 giai đoạn của lộ trình thu phí không dừng, việc chuyển từ giai đoạn 1 sang giai đoạn 2, tức là cho phép lái xe trả sau các khoản phí khi qua trạm, là khó khăn nhất bởi cần những hành lang pháp lý đủ mạnh. Nhiều ý kiến cho rằng quyết định 19 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng cần được nâng lên thành nghị định để có hiệu lực pháp lý cao hơn. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Thương mại tài trợ tín dụng cho dự án BOT phải chấp thuận cho chủ đầu tư thu hồi trả nợ sau. Việc này thực sự đang khiến cho các bên lấn cấn trong xử lý phát sinh khi nếu có chủ phương tiện đến hạn mà không trả phí thì áp dụng chế tài nào. Và ngân hàng có được tính là nợ xấu hay không? Các cái đơn vị phải có trách nhiệm phối hợp với các bên liên quan để đưa ra những cái quy chế, đưa ra cái việc mà xử lý liên thông các cái mối quan hệ về tài chính, về kỹ thuật. Đây là cái việc mà có thể là của rất nhiều bên, nhưng có một bên duy nhất, đấy là ngành giao thông vận tải, được giao trách nhiệm triển khai thực hiện và cũng là người mà có thực hiện các cái chế tài thông qua cái việc mà giám định các cái xe, phương tiện. Thì đấy cũng là một cái điều kiện mà các xe không nợ tiền ETC thì mới được lưu thông qua cái việc mà được vào các cái trạm kiểm định. Thì đây là những cái mà dịch vụ khép kín và có triển vọng rất lớn. Cũng theo kiến trúc sư Trần Huy Ánh, để triển khai chính quyền điện tử, đô thị hiện đại cần tích hợp thêm những tính năng khác vào ETC để khách hàng sử dụng thêm nhiều dịch vụ khác ngoài trả phí đường bộ, đồng thời có tính ràng buộc cao hơn. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đề xuất là sử dụng cái ETC để mà thu phí dừng đỗ. Nó đảm bảo cho cái việc minh bạch, đảm bảo cho hiệu quả trong việc mà đỗ xe. Thành phố Hà Nội cũng có một cái dự án là thu phí phương tiện vào trung tâm thành phố. Thế và ETC là một cái lựa chọn rất thông minh. Do vậy là cái triển vọng mà phát triển không chỉ là thu phí trên các quốc lộ mà ngay sử dụng để điều tiết giao thông đô thị một cách hiệu quả, thông minh thì cũng rất có tiềm năng. Vâng, như vậy điều kiện tiên quyết để triển khai các giai đoạn tiếp theo của việc thu phí không dừng ETC là xác định trách nhiệm của các bên liên quan như là đơn vị cung cấp dịch vụ, các doanh nghiệp BOT, ngân hàng hay là các đơn vị quản lý khi mà có rủi ro xảy ra. Và ngoài ra thì chúng ta cũng cần có những cái nghị định cụ thể cũng như là xin lỗi quý vị, như là luật hóa các nội dung liên quan đến ETC để có thể là đảm bảo là việc này đi đúng hướng. Vâng, có thể nói là lộ trình thì cũng đã có và các điều kiện thì cũng đã đảm bảo. Tuy nhiên để sớm thực hiện được các giai đoạn tiếp theo thì rõ ràng cần một môi trường pháp lý để có thể thực hiện và giải quyết được các vấn đề phát sinh, cũng như là cộng đồng môi trường các bên liên quan thì cũng là một vấn đề tiên quyết để có thể thực hiện được thành công dự án thu phí EPT. Vâng ạ.